và người Hà Đô có thằng đi để trộm đồ. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Hôm nay tôi xin được chia sẻ đến nhà đầu tư những giá trị về ý nghĩa của Ryerson trong thực tế ở trên thị trường. Nhà đầu tư nên nhớ rằng khi bản thân các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, Ryerson là gì? Nó cũng chỉ là một phương pháp ở trên thị trường để bản thân nhà đầu tư có thể tạo được giá trị lợi nhuận trong thực tiễn ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nhưng nó cũng giống y chang như những các phương pháp khác ở trên thị trường. Đó chính là vấn đề là trader đó có khả năng nhìn nhận, trader đó có khả năng vận dụng và áp dụng vào trong thị trường thực tiễn hay không. Và Ryerson là gì? Và khác những phương pháp khác là gì? Đó chính là Ryerson là hành động giá ở trên thị trường. Chúng ta phải nhìn vào những biến động ở trên thị trường để thích nghi và đưa ra những giá trị giao dịch của bản thân mình ở trên thị trường. Có được như vậy mới là Ryerson ở trên thị trường, chứ không phải khi mà chúng ta nhìn vào đây chúng ta phải sử dụng những mô hình thế này hay thế kia ở trên thị trường và chúng ta đưa ra những giá trị kẻ vẽ trên thị trường. Xin lỗi, Ryerson không phải là những giá trị đó trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng khi bản thân các bạn là những trader, bản thân các bạn là những người tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex này, hãy nhìn vào trong thực tế để mà thấy rõ những giá trị chúng tôi minh chứng cho nhà đầu tư thấy rõ trong thời gian suốt nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex và đầu tư vàng. Tôi chuyên đánh Ryerson ở trên thị trường và chia sẻ bằng thực tế cho nhà đầu tư thấy rõ về mọi giá trị vận dụng của Ryerson vào trong thực tế ở trên thị trường. Nhà đầu tư tuyệt đối không được nghe mồm và gì nhỉ, nghe những kẻ dùng mõm ở trên thị trường giao dịch Forex này nói về bất kỳ một phương pháp nào mà không có sự chứng minh bằng thực tế trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, những thứ chia sẻ bằng mồm, bằng mõm đó chỉ là những kẻ lừa đảo, bịp bợm mà thôi. Đây là tài khoản của bản thân tôi. Đây tiền đấy tôi nạp vào hôm thứ hai vừa qua và tôi giao dịch toàn bộ bằng scalp, Ryerson và swing ở trên thị trường để tạo ra tối đa hóa lợi nhuận cho bản thân chính mình ở trên thị trường giao dịch Forex này. Có giao dịch được thì phải chứng minh được, đó là nguyên tắc ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Không có chuyện lên chia sẻ chỉ là gì nhỉ, nói về giá trị phương pháp, xin lỗi, nói về các giá trị phương pháp quá nhiều rồi. Những kẻ bịp bợm xảo ngôn ở trên thị trường này quá nhiều, những kẻ cho rằng bản thân chúng giao dịch thế này hay thế nọ ở trên thị trường quá lắm. Chính vì vậy mà rất nhiều nhà đầu tư đã tử nạn trên thị trường giao dịch Forex này. Mỗi một phương pháp đều phải cần cả một quá trình trải nghiệm, chứ đéo phải là nhà một thứ giá trị chớp nhoáng ở trên thị trường để mà gì nhỉ, cho nhà đầu tư lao vào với những bánh vẽ giá trị lợi nhuận mà không phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt và phải đổ cả giá trị tiền bạc, công sức ở trên thị trường. Ngay cả mọi vấn đề khi mà các bạn vận dụng tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex thì bản thân các bạn là những nhà đầu tư thì chính các bạn phải là những người đánh giá, nhìn nhận cho nó rõ về mọi giá trị thực tiễn này trên thị trường. Đó, tôi chia sẻ bằng minh chứng tất cả những thứ giá trị và luôn luôn vận dụng từ những giá trị tài khoản nhỏ đi lên những giá trị tài khoản lớn. Lợi nhuận bao nhiêu là do kỹ năng và năng lực của bản thân các bạn. Nếu có chuyện là phương pháp sẽ giúp cho bản thân các bạn tồn tại và tạo được ra giá trị lợi nhuận ở trên thị trường giao dịch Forex này. Mọi giá trị của phương pháp đều phải có sự trải nghiệm, đều phải có sự va vấp, mất mát và phải có thời gian để mà các bạn lĩnh hội ở trên thị trường giao dịch Forex này. Không có chuyện một vài bữa là bản thân các bạn có thể tạo được ra giá trị, dăm ba bữa là bản thân các bạn có thể thành công ở trên thị trường này. Xin lỗi nhà đầu tư, nếu có chuyện mà ra ngoài vẽ vời xu hướng rồi bắn xu hướng rồi đưa ra ba cái hình chụp thì gọi đó là thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này. 5-10 năm ở trên thị trường mà đéo chứng minh được thực tế, đéo cho thấy rõ được mọi giá trị ở trên thị trường mà gì nhỉ, hỏi đến thì nói là chứng minh để làm cái gì. Thì xin lỗi nhà đầu tư, thứ đó chỉ là thứ ba hoa chích chòe ở trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Chào bạn Bình
Dân Lưu nhé, cảm ơn bạn. Tôi đã gặp rất nhiều những thằng bịp bợm xào ngôn như vậy ở trên thị trường và nói rằng là chứng minh để làm cái gì, xin lỗi nhà đầu tư, chính những giá trị đó ở trên thị trường đã loe bịp nhà đầu tư. Và nhà đầu tư phải hiểu rằng đó chính là những thằng mà gì nhỉ, nói chứng minh để làm gì, thường là những thằng IB trên sàn hoặc là những thằng đi dạy rộng. Forex không có khả năng giao dịch bằng thực tế trên thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư phải hiểu rằng làm được thì phải chứng minh được, có giá trị thì phải cho thấy được giá trị đó. Không có chuyện là gì nhỉ, chứng minh bằng mồm, giao dịch bằng mõm và gì nhỉ, thấy rõ mọi giá trị chỉ là gì nhỉ, lời nói ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng nhà đầu tư hãy hiểu rõ về giá trị của vấn đề này trên thị trường. Phương pháp Bryson thì rất là đơn giản, chỉ có mỗi một thứ, đó là các bạn phải hiểu về những biến động giá ở trên thị trường. Và người vận dụng được Bryson là những người phải xử lý và giao dịch một cách nhanh ở trên thị trường giao dịch Forex này. Chẳng có chuyện là gì nhỉ, Bryson là gì nhỉ, các bạn vào trong này, các bạn tìm đến các mô hình này hay mô hình nọ để mà giao dịch, hoặc nói chung là Bryson chỉ là những lệnh lướt ở trong ngày mà thôi. Đấy thì tôi chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu rõ. Thì đây thì toàn bộ tài khoản của bản thân tôi vận dụng, áp dụng vào trong thị trường thực tế để cho nhà đầu tư thấy rõ toàn bộ những lệnh này. Nhà đầu tư có thể tua lại trên kênh YouTube, Facebook và website của bản thân tôi đều thấy rõ. Tôi có live stream thực tế từng lệnh một để cho nhà đầu tư kiểm chứng về giá trị này. Thành công hay không là ở bản thân chính các bạn, sự nhận định và trải nghiệm của bản thân các bạn, và để đúc kết ra được các giá trị kinh nghiệm ở trên thị trường. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chứng minh bằng thực tế để gửi đến nhà đầu tư. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công. Nhận định và trải nghiệm của bản thân các bạn và để đúc kết ra được các giá trị kinh nghiệm ở trên thị trường. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chứng minh bằng thực tế để gửi đến nhà đầu tư. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công. Nhận định và trải nghiệm.